Vâng, em Hồng rất vui được gặp lại toàn thể tất cả các bác. Và như vừa rồi thì bên em có về được một số sản phẩm bao đẩy Yamaha BC202M dòng hiện thoại có đồng hồ vuông cực kỳ đẹp nha bác nha. Thì hôm nay sẽ đi lên giới thiệu và chi tiết con đời này cho tất cả bác cùng xem và xem độ đẹp của sản phẩm mà bên em tiến về cho tất cả bác để các bác chơi. Thì về dòng Yamaha BC202M thì nó sẽ không lạ lẫm gì với tất cả các bác chơi âm thanh. Thì dòng này là một dòng đẩy kiếm âm cực kỳ là chất lượng, cho ra âm thanh chi tiết trung thực và cũng như là mộc mạc, nghe nó rất là thích tai, nghe cực kỳ là hay nha bác nha. Và cái dòng này thì em bán phân phối ra cho anh em gọi là cực kỳ là nhiều, và tất cả các phản ánh và cũng như là các khách hàng có ý kiến thì về dòng này thì không có một khách hàng nào mà chê về chất âm của dòng này hết. Không có một khách hàng nào, tất cả những cái bác mà khó tính nhất cho nên là bác dễ tính thì đều phản hồi là cuối cùng là cái dòng này âm thanh cực kỳ là hay, rất là hay cho tất cả bác vừa nghe nhạc của karaoke đó. Thì ở đây á thì các bác thấy thì con này thì nó sẽ không có tích hợp quạt gió nha bác nha, không có quạt gió, nó không giống như những con công suất lớn. Thì dòng này thì nó sẽ tản nhiệt ra bên ngoài thay vì sò nó lắp bên trong, sò này nó lắp thì con Yamaha sò nó sẽ lắp ra phía bên ngoài như thế này và nó sẽ tản nhiệt qua thanh nhôm ở đây, tản nhiệt qua bên ngoài đó. Và còn ở đây thì nó sẽ có bốn, mỗi vế nó sẽ gồm là hai thanh sò như thế này, mỗi thanh là 2-4 con, đây là 4 con nữa là 8. Đấy, bên này 8 con là 16 con, 16 sò nha bác nha. Các bác đó, hàng thì bên em bao xin cho bác. Con này thì chạy là sò Sanken, mã là 116 nha, 116 và 607 đó. Thì nói chung á là cái con này á thì nó có hai kiểu sò, hai loại sò, một là sò Mexico, hai là sò Sanken. Và sò Sanken thì nó cũng sẽ có hai mã nha bác nha, có hai mã. Cái mã thứ nhất là mã là 117 và 607 hay là 608 gì đó. Còn một mã là như thế này là 116 và 607 đó các bác lưu ý đó. Còn về một đời sò nữa là đời Mexico. Đời Mexico thì nó rất là ít hàng, chủ yếu là đời Sanken nhiều. Mexico thì hiện tại thì bên em đang có hai con nha, hai con. Các bác nào yêu thích đời Mexico thì chốt Mexico thì em lấy hàng cho đó. Còn hàng bên em về tiếng cho tất cả các bác này, hàng rất là đẹp nha, kỳ đẹp nha bác nha. Đấy, nắp lưng này cực kỳ đẹp luôn đó. Từ nắp lưng nó trời xước, nhưng mà này con này rất là đẹp này, không xước sắc nhiều nha. Rồi đó là cái nội thất phía bên trong. Nội thất phía bên trong nó thì đây là cái tăng phô nồi cực kỳ là to, và phía sau tăng phô này là hai tủ nha. Còn nó sẽ sử dụng mạch vi công suất kép, một vi bên ngoài, vi bên trong đó, cho mỗi vế nha. Đây là phần phía trước thì đèn tín hiệu đấy. Đó, ok nha bác nha, hàng rất đẹp luôn, sexy còn sáng bóng này. Đấy, đây thì nó về đây còn tem cơ siêu thị đây, Yamaha BC202M. Con này Yamaha Making Japan, điện 100 350W, tăng cánh là về là còn đầy đủ này, không sức không mé nha. Dây nguồn là dây nguồn zin Yamaha. Rồi tín hiệu vào của nó thì gồm 6 ly và Canon nha bác, 6 ly và Canon. Cái này thì quá là ok rồi. Là chạm lo thì cũng nguyên bản luôn, chạm lo zin của nó nha. Tất cả những con này thì gọi là hoàn hảo, không có gì mà
phải bàn hết nha quá nha. Đó, phần đèn, đèn thôi, đèn thì về thì hầu như là con nào nó cũng bị cháy đèn nha quá nha, đèn riêng nó đều bị cháy hết. Thì đèn nó là sử dụng đèn sợi đốt đó, mà khi mà sử dụng thời gian lâu á, thì các bác biết rồi, đèn sợi tóc đó giống như những cái bóng đèn sợi tóc mình thì nó sẽ cháy, và nó cháy thì chúng bắt buộc phải thay đó, bắt buộc phải thay nha bác nha. Đây thì nói chung là con này thì 2, 4, 6 mỗi vế nó là 6 đèn, nhưng mà cái bóng nó là bóng cực kỳ là nhỏ đó, bóng nó rất là nhỏ nên là nó làm xấu, còn mà khi mình thay thì bóng nó lớn hơn, bóng này lớn hơn thì mình sử dụng 4 bóng là ok. Thì cái này thì nó không quan trọng, chủ yếu là nếu mà cháy thì các bác cứ việc thay vào là xong. Thì bóng nó sẽ bóng sợi tóc thì nó rất dễ là cháy, không phải là, nhưng mà thời gian cháy đó, thì nó rất khó cháy thôi mấy nha, rất là lâu cháy. Tắt nguồn, hai vô lâm tình chính với hai kênh này. Hai đồng hồ vô cực kỳ là đẹp nha bác nha, mạch trước nó vô là rất đẹp luôn, Yamaha BC-220M. Con này thì các bác nghe nhạc tuyệt vời luôn, không quạt gió, êm, nghe hay, trưng bày đẹp thì chỉ có Yamaha BC-220M nha bác nha. Trưng bày cực kỳ là đẹp với hai đồng hồ vô quả cực kỳ là phê luôn. Này thì nó có cái thanh này, cái thanh này em tháo sẵn ra để anh lắp vào như thế này, để tháo sẵn ra để quay quát xem được cái sò bên trong, sò và sò sách. Ok rồi, về cái vấn đề giá cả thì con này hiện tại thì bên em đang cân đối với mức giá là 13 triệu, bên em đã bao ship toàn quốc nha bác nha, và tặng kèm thêm cho tất cả bác là một cặp da canon đó. Các bác nào có nhu cầu thì alo cho Hùng để sở hữu ngay dòng Yamaha BC-220M này nha. Đấy, hàng cực kỳ đẹp và chất lượng cho cả bác để các bác chơi. Các bác liên hệ cho Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại.